Một hộ gia đình ở xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa bán con lợn nái nuôi 4 năm, trọng lượng 320 kg với giá 75.000 đồng 1 kg, thu về 24 triệu đồng. Đây là con lợn được ghi nhận có giá bán cao nhất trên địa bàn từ trước đến nay. Anh Cao Tiến Hóa, chủ chăn nuôi cho biết, bản thân anh cũng không thể tin được con lợn của gia đình lại bán được với giá cao như vậy. Và đó cũng là giá bán từ tuần trước. Còn hiện tại, ghi nhận giá lợn hơi đã tăng lên 95.000 đồng 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi lợn cho biết, nhiều năm qua, họ hiếm khi chứng kiến giá thịt lợn tăng cao như vậy. Ngay cả giá lợn đen hơi cũng tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Tham khảo giá thị trường, 1 kg lợn đen hơi hiện có giá khoảng 150.000 đồng 1 kg. Chuyện thịt lợn tăng giá đang được nhiều người nhắc đến. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Đầu tiên là do dịch tả lợn châu Phi. Dịch bùng phát trong thời gian dài, chưa thể tái đàn tại vùng dịch, dẫn đến nguồn cung giảm. Cùng với đó, việc kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lưu thông giữa các địa phương đã làm mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá tăng cục bộ, ảnh hưởng chung tới thị trường. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng, trong khi một bộ phận người chăn nuôi, nhà sản xuất giữ hàng chưa bán, chờ giá tăng cao hơn. Trên mạng xã hội, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh hài hước xung quanh câu chuyện lợn tăng giá. Người tiêu dùng lo lắng một cái Tết thiếu thịt, chiếc bánh chưng không nhân, hay rủ nhau đeo hoa tai thịt lợn, vòng tay thịt lợn với hàm ý lợn quý như vàng. Mới đây, tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2020 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, thời gian qua có thông tin giá lợn hơi tăng lên rất nhanh. Song phải nói lại là giá lên không phải là do chúng ta không có lợn. Dịch có khiến đàn lợn giảm, nhưng phải khẳng định chúng ta không thiếu nhiều, cần thiết nhập thêm mấy ngàn tấn thịt để bình ổn. Hiện giá lợn hơi cũng đã chững lại. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ai tung tin đồn nhảm thiếu thịt giá tăng, ai găm hàng tăng giá sẽ bị xử lý nghiêm.